Hello Giang, Hello. Hello, can you hear me? I can hear you. Okay, very good. How are you today? I'm good. Thank you. Right. So I see that you're good. That's good to know. What did you do last week, Giang? Last week, I'm preparing for the test in the final of school, in my school. Okay, right. I have some correction for your sentences. Okay. Rồi, chị sẽ sửa một số câu Giang vừa nói nhé. Right. So last time you said that I was preparing. I Right. was. You said I am preparing. So the correct answer should be I was preparing. Right. I was preparing for the finals, Test. final test. Right, so you can say the finals with the S at the end, right? You can say final with the S at the end. And everybody will know that this is the final test. Rồi, mình chỉ cần có final và thêm S ở cuối thì người ta cũng đã biết được đây là bài thi cuối kỳ. Or if you don't want to use the finals, you can say final test, right? I'm preparing for the final test in my school or at my school. Or like of my university, is that right? Oh, yes. Yeah, final test of my university. But I think it is the cuối kỳ, right? Bài thi cuối kỳ. So, so you should say end of term test. Test. Yeah, end of term test. And in between this word, you will need hyphens. Mình sẽ cần các cái dấu gạch ngang này. Đó, để nó tạo thành một cái danh từ thôi, tức là end of term, nó là một cái danh từ của nó thôi, được chưa? I Yeah. was preparing for the end of term test of my university. Can you say that again? I was preparing for the end of term test of my university. That's right, very good. Right. So when you're saying the end of term, right, you can connect the sounds between the word and the word of. Mình có thể nối âm giữa cái chữ and và chữ of và mình không đọc là and of, tại vì of nó sẽ ra cái chữ mà tắt đèn, nó ra tắt đèn thì nó sẽ là of, là hai chữ f lận đó. So this is of, and with only one f we say of, of. That's right, end of term thì nó sẽ nghe dễ hơn là end of term, nó sẽ khó đọc hơn. Lại một lần nữa nhé, end of term. Term. That's right. Easier, right? Okay, one more time, the whole sentence. Was preparing for the end of term test of my university. That's right. Very good. Right. So, when will the test begin? When is your end of term test? When is your end of term test? When is your end of term test? Start in this week. Oh, it starts in this week. Okay, you can say it starts or it begins, right? It starts. Starts. Okay, in this week. So you don't actually need the word in, right? You don't actually need the word in. You can say it start this week. Right. Nếu như mà mình có cái mạo từ là để nói là tuần này, tuần tới thì mình sẽ không cần giấy từ in làm gì nữa. Ví dụ như mình có thể nói là I will see you again next Saturday, đúng không nhỉ? Đang nhà mình có cái mình có cái trường hợp là mình hay gặp nè. I will see you again next Saturday. Mình không thấy có giới từ nào ở đây hết. In, on, at mình đều không có. Đó. Vậy thì khi mà đứng trước cái khoảng thời gian là ngày ấy, mình thấy có cái chữ next, this hoặc là that, đúng không? Thì mình sẽ bỏ cái giới từ đi, bỏ cái giới từ đi, bỏ giới từ in, on, at đi. Đó. Vậy thì mình chỉ cần là it starts this week là được. Or it will start this week or it starts this week. Whichever is fine. Hiểu chưa nhà đang nhỉ? Rồi. Okay, good job. Right, so are you confident with the test? Are you confident with the test? A little. The test in my school is quite hard, so and if you can read the document of in you also can't
can't do the test. So you're saying that if I cannot read the documents, I cannot do the test well. Is that right? Yeah. Right. So can you say this, your sentence again with more confidence and less hesitation? Less hesitation. Ở đây là ít sự ngập ngừng hơn, ít ngập ngừng hơn nha. Right, mình có thể nói lại cái câu hồi nãy không? Và mình ít ngập ngừng hơn, hãy chậm lại. Yeah, okay, one more time. Are you confident with your test? Yeah. A little, because the test in my school is quite hard. So I must be read the document. I can do the test. Okay, right. So I must read the document so that I can do the test. I must read the document if I want to do the test well. Mình nói như vậy cũng được, đúng không? Tôi bắt buộc phải đọc cái tài liệu nếu như tôi muốn làm bài thi tốt, đúng không? I must read the documents if I want to do the test well. Right. Rồi, trong câu này mình có thể nhấn vào chữ must để cho thấy rằng cái tầm quan trọng của cái việc đọc documents nó như thế nào. Và thường thì khi mà xuất hiện những cái động từ khiếm khuyết mà nó chỉ có mức độ bắt buộc á, là mình phải nhấn nó, đúng không? I must read the documents if I want to do the test well. One more time this sentence there. I must read the documents if I want to do the test well. That's right, very good, đúng rồi. Okay, right. Right, so what if I tell you today I want you to do another small test. So last time we already did one test, right? It's a big test. It was your regular test on the PET, right? Okay. Tức là bài tuần trước mình đã có một cái bài kiểm tra lớn là bài kiểm tra liên quan đến giáo trình PET. But today there's another test I want to give to you. It's a smaller test to see if you are suitable with the new curriculum giáo trình. Right. So there's actually another curriculum I want to share with you because it will help you improve your grammar better. It will help you improve your grammar better. So this is why I want you to take a small test today. Yeah, okay. Okay, right. It's just a small test, so don't worry. So based on your score of the test, I can choose the correct level of the new curriculum for you. Yeah. Right. Okay. So sorry for not telling you in advance, but I think that you will do the test just fine. So I didn't tell you anything. Rồi. Tức là cái bài kiểm tra này nó cũng không quá khó, cho nên là chị sẽ nên chị mới không có nói. Không sao. Yeah. Right. So as you can see on the slide, we have 5 parts to this test, right? Okay. About vocabulary, grammar, listening, reading, and speaking. So all the exercises here are very familiar with you, just like the ones you had in your high school. Nó giống như những gì mình đã từng làm ở cấp 3 thôi, cho nên là không có gì quá lo lắng cả. Right. Okay. So in this test, in the test one of the vocabulary test, you will have 2 points. Right. You will need to do everything to get 2 points. And right, you are here to circle the correct answer. Mình sẽ phải chọn đáp án đúng, chia động từ cho mỗi câu nha. Right. Number one. The players protest ... no difference to the referee decisions at all. Is it A, B, C, or D? B. It is B, very good, make no difference at all. So this is a phrase, đây là một cái cụm nó đi với nhau. Make no difference, or hay là mình chuyển về cái dạng nguyên mẫu của nó là make, cái chữ make mà có âm KE ở cuối á. Make no difference, tức là không tạo nên sự khác biệt, không gây nên sự khác biệt. Đúng không? Rồi, ở đây đang nói về các cầu thủ và cái trọng tài ở trong một trận banh. Vậy thì cái protest ở đây là sự phản đối, sự chống đối của các cái cầu thủ. Thì
không làm cái người trọng tài này lay chuyển cái quyết định của mình tí nào. Rồi, okay, one correct answer, very good. Right, two. In spite of her abilities, Laura has been ... overlooked for promotion. Still be. Okay, still be, very good. Okay, this is easy, right? Overlooked here is a verb. So, what can stand before a verb? An adverb. Right. Good job. Two correct answer. Right. Number three. Unfortunately, the company closed down because it couldn't keep up. Right. Right. Oh, sorry. It couldn't keep with rapidly changing technology. So, which is your answer, A, B, C, or D? A, keep speed with, and the correct answer is C, keep pace with. Right, right. I'm going to check one more time to see if this is... Từ từ, chỉ cần phải xem lại một chút xíu, tại vì hình đây là hình như là một câu trả lời sai. Bởi vì ba cái đáp án đây đang được viết sai chính tả, cho nên là chị Thành xin lỗi Giang. Right. So if I tell you this is a wrong spelling word, so what will you say? Pace. Do you know the word pace? What? Khoảng cách. No, it's not. It's not khoảng cách. More like pace. Nó là một cái nhịp di chuyển. Nhịp di chuyển. Vậy thì ở đây gọi là keep pace with. Tức là cái nhịp của mình và cái nhịp của người bên cạnh nó phải đồng điệu với nhau. Vậy thì keep pace with chính là bắt kịp với, to catch up with, right? Mình cái cụm catch up with thì mình biết đúng không? To catch up with. That's right. Tôi sẽ bảo với keep pace with. Rồi ở đây đang là một đáp án sai chính tả, cho nên là chị sẽ tính điểm luôn đáp án này, right? I will give you a free point for this. Don't worry. Right. Rồi, ở câu này đang nói gì? Nói về cái việc mà cái công ty này đã đóng cửa bởi vì nó không thể bắt kịp với những cái sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, đúng không ha? Yeah. Okay. Right, next. His parents object strongly ... his playing too much computer games. D. It's B or D? D. D against. And the correct answer is 2. Right. Object 2. Right. Object 2. Object 2 plus verb ing. Cái từ khóa ở đây. Từ khóa ở đây của mình chính là cái chữ verb ing này. Đó. Object 2 verb ing là đang có như là... phản đối một việc gì đó, phản đối một việc gì đó. Object to plus verb in, phản đối một việc gì đó. Rồi vào đây mình thấy verb in thì mình chọn thôi. Like object strongly to his playing too much computer games. Right. Okay, that is question number 4. And question number 5. Southeast Asia is a region of diverse culture. So can you find the synonym of the underlined word? Mình có thể tìm từ đồng nghĩa của từ được gạch chân không nhỉ? D. D, respected, or B, same. Is it respected or is it same? D. D, respected, still respected, right? Or same. Yeah. Okay, you still choose respected. And the correct answer is C,
see various, right? So diverse here is an adjective describing many many different things. Diverse ở đây là sự đa dạng hoặc là tính từ, mà nó dịch ra tính từ là đa dạng về cái gì đó. Đó, một cái gì đó có tính đa dạng. Và khi mà nó đến đa dạng thì mình phải sử dụng cái tính từ gần nghĩa với nó, đó là various. Various là nhiều chủng loại khác nhau. Various, nhiều chủng loại khác nhau, hay mình gọi là vô vàn đó. Rồi, vậy thì mình có various, vô vàn, và cái diverse đang nói đến sự đa dạng. Nó đều mô tả một cái gì đó có rất nhiều, và không những nhiều mà nó còn khác nhau nữa. Vậy thì diverse và various nó sẽ đồng nghĩa với nhau. Dạ. Yeah. Rồi, ở đây các đáp án còn lại cũng không hợp lý. Bởi vì same culture thì mình biết là các nước Đông Nam Á thì mỗi nước sẽ có một cái nền văn hóa khác nhau, cho nên là không thể chọn same được. Like ở đây nếu như mà nó đang muốn nói về tính từ ấy, thì nó sẽ là giống nhau, giống như chữ same này cũng không đúng. Rồi, respected ở đây là được tôn trọng. Được tôn trọng. Đúng rồi, thì tất cả các nền văn hóa của châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á đều được tôn trọng. Nhưng mà nó sẽ không cùng nghĩa với chữ diverse này, nên là mình không chọn đáp án này được. Right. Yeah. So out of 5 questions in task 1, you score 3 out of 5. Rồi mình có 3 đáp án đúng trên 5. Right. Yeah. Okay. So we move on to task 2. You read and choose an option. Okay. Right. Okay, choose and fill in the blanks again. Number one, do you know the boy? ... Father is a teacher. See. See whose? Okay, this is quite easy. Right. See whose is a correct answer. Ở đây đang nói về mối quan hệ giữa cái người father này và boy này, đúng không? Thì mình sẽ xài whose. Okay, good. Two, he has really worked hard so far. ... He? The hasn't. The hasn't. Good job. Right. Yeah. Right. This grammar point is a attack question. Đây là câu hỏi đuôi. Đúng rồi, câu hỏi đuôi thì mình sẽ sai phủ định nếu như về phía trước của nó là khẳng định. Good job. Two correct answer. Number three. Mary caught her friend ... her diary yesterday. So which is the correct answer? B. B. So you choose to read? Yeah. Okay. And the correct answer has to be C. Catch plus verb ing. Right. Why catch plus verb ing? Rồi. Catch ở đây, nếu mà cộng với verb in, nó sẽ mang nghĩa là bắt gặp ai đó đang làm hành động gì. Bắt gặp ai đó đang làm hành động gì. Vậy thì Mary đã bắt gặp bạn của mình đọc nhật ký của cô ấy. Right. So this is what you call a collocation. Collocation. Collocation là một dạng là kiểu động từ nào nên đi với động từ nào, hay động từ nào nên có những cái tính từ nào, giới từ nào theo sau nó là đúng. Tức là nó sắp xếp thành một bộ quy tắc rồi, nó sẽ không có bất kỳ lời giải thích nào thêm. Vậy thì catch này cộng với verb in này để giải nghĩa thì để giải thích thì mình có chỉ có thể đề cập đến cái nghĩa của nó, đó là bắt gặp ai đó làm gì thôi. Còn về mặt ngữ pháp thì đây nó thuộc về cái collocation, là một bộ của nó rồi, không tách rời được. Yeah. Okay, right. So we have catch plus verb in is bắt gặp, catch verb in. Right. So how about question number 4 and 5? Have you chosen your answer? For John and I ... at the same school, and we ... great friends ever since. B. B. Studied and have been. Yeah. Right. That is the correct answer. Good job. Okay, this is easy. Rồi, đã học thì chỉ có thể là study thôi. Rồi, và and we have been great friends ever since. Ở đây mình có chữ ever since, tức là kể từ đó, tức là kể từ đó đến nay vẫn còn là bạn. Vậy thì have been là câu trả lời chính xác.
And number five, children with visual impairments at regular school still find it in all school activities. Rồi, I will not explain the difficult words. You have to do it first. I will explain later. Đã bé ăn nhầm nhiều bé những bài cho mẹ. Right. So your answer is A. We have to check. It is A. Very good. Right. Okay. So out of five questions in task two, you score 4 out of 5. Rồi mình có được 4/5 điểm ở phần này. Right. Và câu số 5. Visual impairments ở đây gọi là khiếm thị. Khiếm thị. That's right. Visual impairments. Mình có cái tính từ visual là để chỉ cái giác quan liên quan đến cái gọi như là chỉ thị giác đó. Visual là chỉ về thị giác. Impairments là nói về những cái chấn thương mà gọi như không thể chữa được. Đó, những chấn thương không thể chữa được và gọi là những khuyết điểm của cơ thể. Vậy thì đi có cái chữ khuyết điểm và có chữ liên quan đến thị giác, mình ghép lại được chữ khiếm thị. Children with visual impairments. Rồi, trẻ em bị khiếm thị. Rồi, ở những trường hợp thông thường thì cảm thấy làm sao? Cảm thấy khó để tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Rồi, ở đây mình có cái cấu trúc đó là find cộng với it. Mình có thể thay it bằng bất kỳ danh từ nào cũng được. Nhưng theo sau nó phải là một tính từ. Rồi, find cộng với danh từ, cộng với tính từ. Ở đây có nghĩa là cảm thấy cái gì như thế nào. Cảm thấy cái gì như thế nào. Rồi, giống như mà ngay đầu tiên chị hỏi Giang là cái bài kiểm tra nó có khó không, đúng không? Are you confident with the test? Thay vì mình nói là the test in my school is very hard, mình có thể nói là I find the test hard, đúng không? Đó là một cách nói khác. Rồi, không thể nói là bản chất của cái bài thi nó khó, mà mình nói là tôi cảm thấy bài thi khó, I find the test hard. Đó là một cách nói khác. Được chưa? Yeah. Okay. Right. Good job in this part. 4 out of 5. Rồi. Next. Now we have to listen and then we have to answer 5 questions right here. Mình sẽ nghe và trả lời câu hỏi nhé. Rồi. Okay. Khi nghe thì hãy viết đáp án ra nhép giúp chị, và sau khi nghe xong thì sẽ nhờ Giang đọc đáp án cho chị nhé. Tại vì cách là lần thi và chấm điểm luôn. Rồi bây giờ mình test âm thanh thử. Progress test 1. Yeah. Today's guest on the breakfast show is Janice Barber. For over a decade, Janice has been interviewing the rich and famous for her column A Day in the Life, which appears in Celebrity. Yes. Cho em Ngân đọc câu hỏi cho cô. Được rồi, ok, mình sẽ đọc câu hỏi trước. Okay, so you have 20 seconds to read all the questions first. Okay. Rồi, mình đã đọc xong chưa Giang? Dạ rồi. Ok, right, so now we're ready. Rồi, chia sẻ bật cái phần nghe này.
Và nếu như mà Giang cần thì chị sẽ cho nghe lại lần hai nhé. Okay, so we will listen to this audio twice. Okay, mình sẽ nghe hai lần. Okay. Progress test one. Today's guest on The Breakfast Show is Janice Barber. For over a decade, Janice has been interviewing the rich and famous for her column, A Day in the Life, which appears in Celebrity Magazine every month. Welcome to the program, Janice. Hello. Well, what I'd like to ask you is how you go about getting an interview with a star in the first place. I mean, is it easy? Well, no, not nowadays, anyway. Actually, there was a time, 50 years ago, when you could look up celebrities in the phone book and call for a chat. Back then, it was only Hollywood megastars, you know, the really big names who were difficult to contact. It's all changed now, though. Even a minor celebrity will have a publicist, and that's where you have to start, with a call to a publicist. And is it hard to get to talk to them? It depends where you work, to be honest. Working for a major magazine, as I do, means I don't have any problems. The magazine editor or her PA supplies me with contact information. And as Celebrity Magazine is well known, I generally get through. Of course, if you're inexperienced, it's harder. Not only might you have to do a bit of research on the internet to find out which publicist to call, but you might just find you're put on hold or told that so-and-so is out of town. If they don't know who you are, they don't always want to talk. That must be frustrating. Well, it is, but it doesn't mean you shouldn't try. There's always a chance, even if you work for a small radio station or local paper. An actor who has just finished filming, for example, is keen to be interviewed because they need all the publicity they can get. So their publicist will be desperately trying to arrange as many things as possible. It's a good idea to find out which celebrities have recently done something they want to publicise. Just don't try getting in touch with them when they're on holiday. Sounds like good advice. Well, the best advice is to be persistent and polite with a publicist and clear about why you want an interview with one of their clients. It's their job to make sure you aren't going to ask any awkward questions, so they'll really interrogate you to find out what you aim to ask. And you may have to just smile and say thanks if they refuse. Okay. So to get that interview, you need to be good at answering questions. I guess so. Well, thanks, Janice. Right, we will listen one more time so that you can understand the questions one more time and choose the correct answer, okay? Okay. Right, one more time. Progress test one. Today's guest on The Breakfast Show is Janice Barber. For over a decade, Janice has been interviewing the rich and famous for her column, A Day in the Life, which appears in Celebrity Magazine every month. Welcome to the program, Janice. Hello. Well, what I'd like to ask you is how you go about getting an interview with a star in the first place. I mean, is it easy? Well, no, not nowadays, anyway. Actually, there was a time, 50 years ago, when you could look up celebrities in the phone book and call for a chat. Back then, it was only Hollywood megastars, you know, the really big names who were difficult to contact. It's all changed now, though. Even a minor celebrity will have a publicist, and that's where you have to start, with a call to a publicist. And is it hard to get to talk to them? It depends where you work, to be honest. Working for a major magazine, as I do, means I don't have any problems. The magazine editor or her PA supplies me with contact information. And as Celebrity Magazine is well known, I generally get through. Of course, if you're inexperienced, it's harder. Not only might you have to do a bit of research on the internet to find out which publicist to call, but you might just find you're put on hold or told that so-and-so is out of town. If they don't know who you are, they don't always want to talk. That must be frustrating. Well, it is, but it doesn't mean you shouldn't try. There's always a chance, even if you work for a small radio station or local paper. An actor who has just finished filming, for example, is keen to be interviewed because they need all the publicity they can get. So their publicist will be desperately trying to arrange as many things as possible. It's a good idea to find out which celebrities have recently done something they want to publicise. Just don't try getting in touch with them when they're on holiday. Sounds like good advice. Well, the best advice is to be persistent and polite with a publicist and clear about why you want an interview with one of their clients. It's their job to make sure you aren't going to ask any awkward questions, so they'll really interrogate you to find out what you aim to ask. And you may have to just smile and say thanks if they refuse. Okay. So to get that interview, you need to be good at answering questions. I guess so.
Well, thanks, Janice. Rồi, đây là một bài nghe khó bởi vì tốc độ đọc của cả hai bạn đều đọc rất là nhanh. Và cái thông tin thì nó không phải đưa ra một cách trực tiếp mà nó được đưa theo một dạng gọi là nói vòng vo. Nói vòng vo. Rồi, và cái dạng bài mà kiểu nghe và hiểu như thế này sẽ giúp mình tóm tắt được thông tin đã nghe được. Right, so how many answers could you get? 3, 4, or 2? How many? I have five answers, but I don't definitely of them. You're not definitely sure, right? You're not definitely sure. Yeah. Okay, so don't worry. So I'm telling you, this is just a test to make sure that I can choose the best curriculum for you. So as long as you perform your best, it's going to be okay. Right. Okay, number one, which of the following information about Janice Barber or her column does the presenter provide at the start of the interview? Để làm được câu này thì mình phải xác định được Janice Barber là ai trong cái đoạn băng vừa rồi. Thì Janice Barber sẽ là cái người nữ. Rồi, presenter sẽ là cái người phỏng vấn mà nam đó, là cái người trình bày cái thông tin. Vậy thì câu này đang hỏi gì? Thông tin nào về Janice Barber or her column? Column ở đây nó giống như một cái chuyên mục. Nếu như mà Giang có theo dõi các cái loại báo mà hồi xưa giống như là Tuổi Trẻ Cười á, thì nó sẽ có một chuyên mục dành riêng cho một bác sĩ, đúng không? Thì cái column này là một cái mục đó, một mục giống như vậy. Vậy thì cô Janice Barber này sẽ có một cái chuyên mục riêng mà được giới thiệu ở đầu bài. Vậy thì cái chuyên mục đấy nó có tính chất như thế nào, hoặc có thông tin gì liên quan đến cái chuyên mục đấy được đề ra? A, B, C, or D? B. And it is a correct answer. Very good. Đúng rồi. Ở đây nó sẽ nghe được một thông tin là nó nói khá là rõ ở gần cuối, đó là không phải ở gần cuối, tức là gần cuối cái lời thoại của ông Nam này nè. Ông ấy sẽ nói là cái chuyên mục này được xuất bản mỗi tháng, every month hoặc là monthly gì đó. Thì mình thấy ở đây cái đáp án là regularly, tức là thường xuyên. Nó mang tính thường xuyên, vậy chọn đó chính là đáp án chính xác. Rồi, còn cái câu A, columns almost 10 years ago. Cô này, cô không nhắc đến việc mà mình bắt đầu làm cái chuyên mục này từ khi nào, cho nên đó là một đáp án không chính xác. Rồi, she has worked và cái her column is published online đều là những thông tin không được đề cập đến. Vậy thì mình chỉ có câu B là đáp án đúng thôi. Number 2, what does Janet say about arranging interviews with celebrity 50 years ago? Ở đây quan trọng đó là chữ arranging interviews, là sắp xếp các buổi phỏng vấn. Vậy thì Janice đã nói điều gì liên quan đến việc sắp xếp các buổi phỏng vấn với người nổi tiếng 50 năm về trước? A, B, C, or D? B. B, right? B. Yeah. B. Only the biggest stars employed a publicist. Rồi, chỉ những ngôi sao lớn nhất mới employ, đó là thuê một cái publicist, là người đại diện, đúng không? Người đại diện. Rồi, vậy thì ở đây liệu B có phải là đáp án đúng không? Đáp án đúng mới là D. Rồi, ở đây cái cô này cô sẽ nói là 50 năm trước thì liên lạc với các ngôi sao lớn rất là dễ, bởi vì chỉ cần gọi điện thôi là được. You need to make a direct phone call, chỉ cần gọi điện trực tiếp là được. Còn bây giờ là người ta sẽ có những cái publicist là người đại diện, thì mình muốn phỏng vấn là phải thông qua người đại diện rồi mới đến được ngôi sao lớn. Còn 50 năm trước chỉ cần có một cái cuốn danh bạ điện thoại là được, là có số là cứ gọi thẳng. Yeah. Right. Number chết rồi, tự dưng chị chọn đáp án luôn. Number 3, hồi nãy là Giang chọn đáp án gì nhỉ? Number 3. C luôn đúng không? Ok, yeah. C, good job. Right, so we have C here. Vậy mình hiểu câu này như thế nào? Cái lợi ích, lợi thế nào sau đây khi mà làm việc cho một cái major ở đây là Giang hiểu cái major này có nghĩa là gì? Cái major này có nghĩa là gì? Nó không phải là chuyên ngành. Về cái chính. Đúng rồi, major là cái chính, còn minor là thiểu số, đúng không? Còn khi mà mình nói là major mà mình đặt tên, đặt cái chữ major trước một cái
công ty hay là gì đó, công ty, một cái sự nghiệp gì đó, thì mình sẽ hiểu à, đây là một cái công ty lớn hoặc một cái ngành lớn, ngành quan trọng. Thấy chưa? Vậy thì Major Magazine ở đây là một cái tờ tạp chí rất là lớn, rất là có tiếng. Vậy thì lợi ích khi làm việc ở một cái tờ tạp chí có tiếng thì như thế nào, đã được Janice nhắc đến như thế nào? C. Well-known celebrities feel more comfortable being interviewed by her. Rồi, tức là những cái người nổi tiếng thì cảm thấy thoải mái khi mà được phỏng vấn bởi Janice hơn. Rồi, tức là những cái tài sản mà gọi là cái tạp chí mà có tiếng ấy, thì đương nhiên là nhân viên nó cũng gọi là xịn sò, đúng không? Thì khi mà được phỏng vấn bởi những người này thì mình cảm thấy an tâm. Câu số 4. What does Janet say about when and why actors want to interview? Rồi, Janet đã nói gì về việc mà các diễn viên muốn phỏng vấn vào thời gian nào và lý do họ muốn phỏng vấn là gì? Is it A, B, C or D? C. C. Rồi, the correct answer is B. Rồi bây giờ chị sẽ giải thích câu C, câu B luôn nhé. Câu C, they tend to, ở đây đang có cái cụm động từ tend to, đó là có xu hướng, they tend to prefer interviews with local papers or radio station. Ở đây họ muốn phỏng vấn với những cái tờ báo địa phương hoặc những cái gì, những cái trạm radio thuộc địa phương. Nhưng mà khi mà mình nghe trong tin, khi mà mình nghe trong cái đoạn băng ấy, nó sẽ không đề cập đến vấn đề này, nó không đề cập đến vấn đề này, mà nó sẽ đề cập đến cái đáp án B. Nó sẽ có nói một chữ rất là rõ, đó là desperate. Desperate. Giang đã nhìn thấy chữ desperate này bao giờ chưa? Chưa. Rồi, desperate ở đây có nghĩa là khao khát, gọi như là có một cái ước muốn mãnh liệt được làm chuyện gì đó. Vậy thì khi mà các cái diễn viên vừa mới hoàn thành xong một cái film project, vừa làm xong một dự án phim, thì họ rất cần được quảng bá cái nội dung phim của mình, đúng không? Vậy đương nhiên là họ sẽ khao khát muốn được phỏng vấn hoặc là bất kỳ cái dự án nào mà họ vừa hoàn thành. Đó chính là nội dung mà cô Janice đã chia sẻ. Và nó cũng đúng với thực tế thôi. Kiểu đang quay phim mà có phỏng vấn đến thì mình cũng khoái lắm chứ. Có cái phỏng vấn thì mình mới quảng bá được cái phim của mình, cái dự án của mình tham gia vào. Rồi, next. What does Janet say about publicists and their role? Ở đây mình hiểu cái chữ role này là, role này là gì nhỉ? Quy tắc, quy ước. À, vai trò, đúng hơn, đó là vai trò. Tức là trong cái nói chung là trong cái mạng mà sân khấu nghệ thuật ấy, cái role ở đây là một cái vai do người đóng. Ví dụ như mình có thể nói là in the movie bố già, Trấn Thành plays the main character, hoặc là Trấn Thành it has the main role of the film, of the movie bố già. Đó, vậy thì Trấn Thành sẽ thủ vai chính, đúng không? The main role đó, Trấn Thành sẽ thủ vai chính trong bộ phim bố già. Trấn Thành has the main role of the movie bố già. Vậy role ở đây sẽ là cái vai. Thì trong cái ngữ cảnh này mình hiểu đó là vai trò. Ok. Thế thì những cái người đại diện có vai trò như thế nào theo như lời kể của Janice? A, B, C or D? C. C. Rồi. They are known to ask awkward questions with a very hard to answer. Rồi. Câu C này nếu như mà chị dịch ra thì chị sẽ dịch như sau. Họ, tức là những cái người phỏng vấn, những cái người đại diện á, những cái người đại diện được biết là thường hay hỏi những cái câu hỏi hay là câu hỏi khó đỡ, cái awkward question này, tức là khi mà hỏi một câu xong là cả trường quay im phăng phắc luôn. Đó là một cái câu hỏi mà đưa vào tình huống mà khó xử. Những cái người đại diện được biết là những người hay hỏi những câu hỏi khó đỡ, rất là khó để trả lời. Đó. Vậy thì Giang có chắc chắn thì Giang có chắc chắn là những người đại diện là những người đặt câu hỏi không? Hay là người phỏng vấn mới là người đặt câu hỏi? Phỏng vấn mới đặt câu hỏi. Đúng rồi, người phỏng vấn mới đặt câu hỏi. Vậy thì ở đây không phải là người đại diện. Đây này, ở đây là người phỏng vấn mới đúng, là interviewer. Vậy ở đây, trong câu C này, đây này nó đang nói là publicist chứ không phải là interview. Và đáp án C này là một đáp án chưa chính xác. Đáp án đúng ở đây là D. They want to know what sort of questions interviewer intend to ask. Intend ở đây là có ý định. Vậy thì như mình đã phân tích ở câu C xong, những người mà hay hỏi những cái câu hỏi khó đỡ đó là
Người phỏng vấn hay là nhà người đại diện nhỉ? Người phỏng vấn. Người phỏng vấn, đúng rồi. Vậy thì người phỏng vấn sẽ hỏi những câu hỏi khó đỡ. Bởi vì vậy nên là những người đại diện ấy, cần biết những cái người phỏng vấn sẽ hỏi những loại câu hỏi như thế nào để biết đường mà trả lời. Hoặc có thể là cho loại hỏi danh sách luôn, không cho phỏng vấn nữa. Vậy thì đáp án D là D mới là đáp án đúng. Right. Okay, so this listening test is quite difficult. So I hope that you don't feel sad about this. Right. Okay. Rồi, đây sẽ là cái phần lời thoại của cái đoạn nghe vừa rồi. Đây là lời thoại của đoạn nghe vừa rồi. Rồi, okay, so we have 1 minute to read everything on the screen. Mình sẽ có 1 phút để đọc hết tất cả những gì trên màn hình nhé. Nếu có bất kỳ câu nào muốn hỏi thì Giang có thể hỏi chị. À, mình đã đọc xong chưa nhỉ Danh nhỉ? Từ dòng Chesney thứ hai dưới lên cái dòng thứ hai, so they really interrogate. Interrogate rồi, chị nhìn thấy rồi. Rồi, so they really interrogate you to find out what you aim to ask, đúng không? Rồi. And you may have to just smile and say thanks if they refuse. Rồi. Ở đây là Janice đang nói về cái việc mà những cái người đại diện người ta sẽ hỏi rằng người phỏng vấn sẽ chuẩn bị những câu hỏi gì để phỏng vấn những cái ngôi sao đó. Rồi vậy thì mình có chữ interrogate là một chữ rất là mới đối với mình. Interrogate, tra khảo. Tra khảo, đúng rồi, tra khảo là dành cho trường hợp mà những các vị thanh tra mà muốn hỏi thông tin từ tội phạm thì người ta sẽ trả chữ interrogate là thẩm vấn đó, thẩm vấn, tra khảo, thẩm vấn. Rồi, interrogate, thẩm vấn. Rồi vậy thì họ sẽ bắt buộc phải thẩm vấn mình để tìm ra, find out what you aim to ask. Aim ở đây là có mục đích, được chưa? Có mục đích. Rồi. Rồi mình còn câu hỏi là nữa không nhỉ? Như không. Ok, rồi chị đã lưu cái hình ảnh này lại rồi và cuối buổi chị sẽ gửi lại cho Giang để Giang xem ở khi ở nhà nhé. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với phần 4 là phần reading. Phần này thì chị hy vọng là Giang sẽ làm nhanh. Phần này thì mình sẽ điền những cái câu được đánh chữ từ A đến F vào các cái chỗ trống 1 đến 1 đến 5. Right. So from 1 to 5, they are missing some sentences. Right. So choose each sentences letter A to F and fill in the numbered blanks 1 to 5.
Mà phần này có khó quá không Giang? Có khó quá không? Không biết. Làm tại cũng không quen làm với em nó bị em kiểu bị không có hiểu. Rồi không sao, vậy thì bài này chị sẽ để cho Giang về nhà nghiên cứu ha. Thì chắc chị sẽ để cho Giang về nhà nghiên cứu cái bài này. Rồi. Rồi ok, chị đã chụp lại cái màn hình và chị sẽ gửi lại cho Giang cái bài này để mình có thể về nhà làm nhé. Vậy con đi đây sẽ là bài tập về nhà của ngày hôm nay nhé Giang nhé. Ok. Rồi, vậy thì chị sẽ quay lại cái bài, quay lại cái màn hình trước để tránh gọi là bán. Rồi. Ok, vậy thì mình còn một phần cuối, đó là phần speaking. Rồi, phần speaking này sẽ có 2 điểm. Và cái bài tập đọc hồi nãy cũng là có 2 điểm luôn. Hãy về nhà tranh thủ làm để chị có thể chấm điểm nhé Giang nhé. Còn các phần còn lại thì chị đã có điểm của Giang rồi. Ok, so in the speaking test, you will have to answer the question in in 1 or 2 minutes, and you have 2 minutes to prepare for your answer. Mình có 2 phút để mình chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời này nha. Right. Can you think of any advantages of COVID-19? Remember, advantages, not disadvantages. Right. 2 minutes to prepare and 2 minutes to answer. Okay. Okay. Right. Okay, so your 2 minutes start now. Đây chỉ là 2 phút chuẩn bị thôi nha. Mình còn 15 giây cuối. 15 seconds left. Right, 2 minutes is over. Rồi, 2 minutes to prepare is over. Are you ready? Mình đã xong 2 phút chuẩn bị rồi. Thì không biết là Giang đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Ok, rồi. Okay, remember you have 2 minutes to speak about the advantages of COVID, and now your 2 minutes start. Bắt đầu. When the COVID-19 occurred, COVID-19 is of the biggest pandemic from the past from now. So when having pandemic, people stop every activities in the world. So the earth people can renew all of the resources like air or atmosphere. People stop exploiting natural minerals. COVID-19 is a chance for the earth to protect. To
to restore the health and they reduce the member of the earth. So in your opinion, do you think COVID-19 brings more advantages or more disadvantages to the earth? I think COVID-19 is bring more advantage than disadvantage. Okay, right. And in your speech, you said that COVID-19 is a chance for Earth to recover and recover, right? It's a chance for Earth to recover. So what do you think will happen if the COVID-19 ends and people begins to work normally? What will happen to the Earth then? After COVID-19 end, people still exploring the natural minerals, but I think they know how to protect the earth. So, in your opinion, do human know that COVID-19 is a sign that they should protect Earth more? Yeah, of course. Okay, right. Okay, do you have any other ideas that you want to add to your speech? Let me think. A family can be can I speak Vietnamese? Okay, for this part, okay, good. Những người trong gia đình thì sẽ được gắn kết với nhau hơn, sẽ biết cảm nhận được gọi là trân trọng hơn những người xung quanh mình. Thứ hai là có một khoảng thời gian khá dài nên là có thể nhiều người trẻ đã tập được thói quen tốt có lợi lẫn cho sức khỏe con người lẫn cho trái đất nên là Okay, so that is the end of your speech. I would like to say that you did a very good job. It's sad that you have very good ideas, but you couldn't find the vocabularies, the word to express. Mình có những cái ý rất là hay, nhưng mà cái cách mình diễn đạt những cái ý kiến đó chưa có được tốt lắm, đúng không? Đầu tiên là khi mà nói đến cái dạng bài mà nghị luận như vậy, là Giang nên vặt ra những cái ý chính mà mình muốn nói, đúng không? Rồi. Secondly, yeah. Đúng rồi, tức là khi mà có những cái firstly, secondly, thirdly thì Chi sẽ follow được ý kiến của Giang là mình đang có những cái ý chính nào, đúng không? Có ý chính nào? Ví dụ như ý chính đầu tiên là COVID-19 ngoài việc đem đến những cái bất lợi cho xã hội loài người thì nó mang đến những cái mặt lợi cho trái đất, đúng không? Đó, phải nói cái ý đầu tiên là khẳng định rằng COVID-19 không chỉ mang đến bất lợi mà còn mang đến cả như là ích lợi nữa. Đó là cái ý đầu tiên. Vậy thì cái ý thứ hai của mình sẽ là gì? Là cái ích lợi đó là gì? Ích lợi đầu tiên đó là về cái môi trường của trái đất, đúng không? Về môi trường của trái đất, tức là khi mà con người rơi vào như Giang nói là khi mà COVID-19 đến thì mọi người không có đi làm, cho nên là trái đất sẽ có thời gian để recover, đúng không? Yeah. Trái đất sẽ có thời gian để recover, ở đây tức là hồi phục khỏi gì? Recover from the damages. Rồi, mình có biết chữ damages này không nhỉ? Recover from the damages. Yeah, biết. Đó, recover from the damages by human. Đó, cái câu này nếu như mà Dan có thể diễn giải bằng cái ý này thì nó rất là hay. Đó là hồi phục
từ những cái tổn hại mà con người gây ra, recover from the damages by human, right? Rồi, rồi mình sẽ lấy ví dụ cụ thể là trái đất recover như thế nào, đúng không? À, mình nói là con người không tác động gì đến thiên nhiên nữa. Human no longer go out, so the air become more fresh. Human no longer goes out, so the air becomes fresher. Right? The sea or the beaches has no litter. Litter ở đây sẽ là rác, đúng không? Đó. Rồi, vậy thì mình nói cái luận điểm thứ hai của mình, đó là trái đất có thời gian để hồi phục từ cái tổn thương, tổn hại mà con người gây ra. Và cái câu tiếp theo đó mình đưa lên cái ví dụ dẫn chứng luôn. Right. The earth when COVID-19 came, right? Human no longer went out. So the earth has time to recover from the damages made by human. Đó. Right? Because of that, the air became fresher. The beaches had no litter. Đúng không? Đó chính là những cái ví dụ mà mình ví dụ thực tiễn đưa ra để như là làm vững chắc thêm các luận điểm của mình, đó là trái đất có thời gian để phục hồi từ cái tổn hại của con người gây ra. Rồi. Và thứ hai là gì? Hồi nãy cái luận điểm thứ hai của Giang nói là gì? Chị cũng không có nghe rõ lắm, cái gì mà reduce cái gì đó. Cũng hồi phục lại thiên nhiên gì đó. Ừ, tức là coi như là mình có thể nói là giảm thiểu cái mức độ ô nhiễm, đúng không? Mình chỉ nghe đó là reduce, reduce pollution đó. Rồi cái ý mà reduce pollution này mình sẽ nói như thế nào? Thì cũng là kiểu như là không còn cái khí thải nhà máy nữa, do nhà máy ngưng hoạt động, đúng không? Do các nhà máy ngưng hoạt động thì sẽ không có khí thải lên trời, không có khí thải xuống sông. Right. Mình có thể nói là secondly, the earth is, how to say, the earth is better because of COVID, hoặc là mình không phải because of, mình nói là thanks to COVID-19. Right, because factories stopped working, that which means no more air pollution or no more polluted air, là những cái dòng không khí bị ô nhiễm này, air no more polluted water, đúng không? Rồi, mình cũng có thể nói thêm là động vật cảm thấy an toàn hơn khi không có con người. Đó là những cái ý mà chị có thể đưa ra, được chưa? Yeah. Okay, right. Animal feel safer, right? Feel safer when there is no human around them. Rồi, những con vật thì cảm thấy an toàn hơn khi không có người nào ở xung quanh chúng cả, right? They can go freely. Right, they can go freely. Và cái nói chung là mình có thể nói thêm một số ý như là tỷ lệ mà kiểu như là săn mắt hay là động vật bị thương nó giảm xuống, những cái ý đấy có vẻ hơi khó nên chỉ đưa cái này ra làm ví dụ thôi. Cái quan trọng vẫn là hai cái mà mình nói, đó là cái việc earth recover from damages đó. Thì hy vọng là Giang có thể sử dụng tốt hơn cái phần từ vựng. Rồi, không biết là Giang có thắc mắc gì không nhỉ? Dạ không. À, và còn cái ý mà Giang đang nói là tiếng Việt, đó là gia đình có thời gian để gắn kết hơn và có những cái thói quen tốt đó. Bây giờ có thời gian thì Giang có thể nói lại bằng tiếng Anh cho Chi không, để Chi hướng dẫn sửa luôn. Member in the family has more time to connect together. Đúng rồi. And everyone must feel need hoặc là must feel the need, đó là cái cách mình có thể nói must feel the need to. Gọi là thấu hiểu lẫn nhau hay là dành thời gian bên nhau nhỉ? Trân trọng nhau hơn. À,
Trân trọng thì mình có thể xài chữ cherish. Mình có nghe đến chữ cherish chưa nhỉ? Nghe chưa. Rồi kìa. Cherish. Cherish ở đây đã là trân quý, trân trọng. Hoặc là mình có thể xài chữ kho báu ấy. Kho báu ấy, chữ kho báu sẽ là treasure. Chữ này nè, chữ kho báu này nè. Treasure. À, treasure. Treasure ở đây vừa là một danh từ, vừa là một động từ. Danh từ nó sẽ là kho báu, nhưng mà động từ treasure, verb ấy, nó lại là trân trọng. Được chưa? Rồi, vậy thì mình có thể xài chữ cherish hoặc là treasure cũng được. Rồi, mình nói là ý này đi. And everyone? Everyone must feel the need to cherish. Cherish one another. Không phải each other, bởi vì each other sẽ là giữa hai người với nhau. Còn giữa nhiều người với nhau, mình xài one another. Rồi, kệ. À, chỗ này thì mình bỏ cái feel the need đi cũng được. Thì mình có thể thay là must. Gọi là have more time to connect and everyone learn how to, đúng không? Learn how to cherish one another. Thì trong cái khoảng thời gian này mọi người sẽ học được cách trân trọng nhau hơn. Rồi mình nói lại hai câu đó đi ra. Members in the family have more time to connect and everyone learn how to cherish on to cherish one another. Đúng rồi. Everyone learn how to cherish. Cái âm SH này nó đang là âm giống như là mình kêu ai đó im lặng đó. Đó. And everyone learn how to cherish one another. Một lần nữa nè. Cherish one. And everyone learn how to cherish one another. Không phải another, mình cứ another mới đúng. Another. Đó, nó tên như vậy. Another. Đó, thì nó đúng hơn không phải another. Rồi. And everyone learn how to cherish one another. Rồi, đây sẽ là chỉ những cái ý mô tả thôi. Còn mình cần thêm những cái cụm từ, cụm trạng từ chỉ nơi chốn thời gian thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như mình nói là during the pandemic, đúng không? Trong cái thời gian đại dịch này, đúng không? Nobody can go out, đúng không? Trong thời gian đại dịch này không ai có thể ra ngoài. So, bởi vì vậy vậy nên mà thành viên trong gia đình có thời gian để gắn kết, đúng không? During the pandemic, nobody can go out, so members in the family have more time to connect and everyone learn how to cherish one another. Đây sẽ là một cái ý mà được diễn đạt đầy đủ. Rồi, có cụm trạng từ chỉ thời gian, đúng không? Có cụm trạng từ chỉ thời gian, có những cái câu mô tả đó. Những cái câu mô tả chỉ là những gọi là những cái ý chính đó, nhưng mà nó sẽ bị khô nếu như mình không có cụm trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn để làm rõ hơn cái ngữ cảnh lúc bấy giờ. Rồi, không biết là Giang có thắc mắc gì không nhỉ? Dạ không. Ok, rồi nếu như mà mình không có thắc mắc gì thì mình xin kết thúc cái bài này tại đây và chị sẽ chờ cái đáp án của Giang đối với phần đọc nhé. Rồi, chị nhận xét lại phần nói lại một lần nữa. Cái lỗi của mình đang mắc là cái lỗi diễn đạt đó Giang. Cái lỗi mình đang mắc đó là lỗi diễn đạt. Mình có ý nhưng mà mình chưa biết cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp để nói cái ý đó cho tốt, cho trôi chảy. Cho nên là nhiều lúc chị sẽ không có follow ý của mình được. Chị chỉ dựa vào một số cái từ chính mà Giang nói, giống như là chữ recover đó. Chữ recover, nhờ cái chữ recover mình chỉ mới đoán được cái ý của Giang đang muốn nói là gì. Và ngoài ra còn cái ý đó là exploit natural mineral đó. Exploiting, đúng không? Yeah. Right, natural mineral. Vậy thì khi mà nghe được những chữ này, chị đang đoán được là Giang đang muốn nói đến việc mà bởi vì con người là đang ở như là cái exploit này là gọi là gì ta? Thử tiếng Việt để chị quên rồi. Nhưng mà Đại khái là khai thác quá mức những cái tài nguyên thiên nhiên, cho nên dẫn đến là tình trạng trái đất không có ổn. Và nhờ có cái cơn đại dịch này thì mọi người ngưng hết tất cả mọi hoạt động, nên là trái đất mới có thời gian để recover. Đó, chị chỉ dựa lên một số từ mà chị nghe được. Thành ra nó, cái bài của nó bị hỏng rất là nhiều chỗ. Rồi, hỏng về cái phần ý tưởng và các idea là mình chưa có thể hiện được cái ý tưởng của mình. Hỏng cái thứ hai đó là về phần ngữ pháp, đúng không? Giống như là Giang nói là the earth
can renewable. The earth can renewable. Renewable này ở đây Đỗ Giang nó là tính từ hay là động từ? Tính từ. Tính từ, vậy thì tính từ mình có thể đặt đằng sau một động từ khiếm khuyết như là can không? Không. Chính xác rồi, động từ khiếm khuyết can nó bắt buộc phải đứng trước một động từ thường. Vậy thì renewable ở đây không để được. Vậy thì mình có thể sửa bằng cách mình thêm một cái động từ duy nhất thôi, đó là động từ be. The earth can be renewable. Nhưng mà ở đây nó chỉ đúng về mặt ngữ pháp, không đúng về mặt ngữ nghĩa. Tại renewable ở đây là làm mới lại được, tức là tự, tức là sao ta? Giống như là cái renewable này chỉ xài cho các minerals là khoáng sản thôi á Giang, chỉ xài cho khoáng sản hoặc là các tài nguyên thiên nhiên như là than hay là kiểu cái renewable resources, tài nguyên thiên nhiên mà có thể tự khôi phục được. Đó. Rồi, earth thì không thể renewable được, cho nên mình không xài chữ này được. Rồi, chỉ có thể là the earth can recover như hồi nãy hai mình nói là đúng thôi. Rồi, vậy thì hai cái lỗ hổng mình cần chú ý đó là phần giải thích, gọi là phần diễn giải ý tưởng trong đầu mình và phần áp dụng ngữ pháp để chị nghe có thể hiểu. Thêm cái nữa là như hôm bữa chị cũng nói, đó là cái phần cái hơi thở của mình, mình chưa biết cách kiểm soát hơi thở cho nên là mình có ngắt nghỉ quá nhiều. Đó, thành ra là những cái câu của mình nó bị chia thành khoảng 10 đoạn rất là nhỏ, hơi bị khó nghe, hơi bị khó để follow. Nên là lâu lâu chị sẽ phải hỏi lại một số câu để làm cho mình chắc. Được chưa? Yeah. Ok. Rồi nếu như mà có thắc mắc gì thì cứ hỏi thêm chị nhé. Yeah. Ok, rồi chị cảm ơn Giang nhiều. Right. Rồi, vậy thì sau cái buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ chờ cái đáp án của Giang để chị có thể xếp được cái giáo trình mới cho mình chính xác nhất, bởi vì cái giáo trình này sẽ bổ trợ cho Giang rất nhiều vào phần ngữ pháp. Với giáo trình PET mà trước giờ mình học á, là nó chỉ là ở cái dạng mà bài kiểm tra, tức là cứ mỗi lần mình lên mình đều làm một cái dạng bài tập như vậy, thì một là nó bị chán, mà hai là nó sẽ có lúc quá khó đối với Giang hoặc quá dễ đối với Giang, nó không có một cái năng lực nhất định. Vậy thì khi làm cái bài kiểm tra năng lực này ở giáo trình mới của Pantado cung cấp thì chị sẽ tìm ra được cái phần nào mà mình đang bị yếu và phần nào có thể được bù đắp bằng cái giáo trình mới. Giáo trình mới thì bọn của Pantado đang sử dụng đó là giáo trình Solution. Solution thì Giang cứ tưởng tượng như là một cái giáo trình mà nó bao gồm cả 4 kỹ năng, mỗi kỹ năng sẽ là một bài học. Rồi, và mỗi bài học đó nó sẽ theo một cái chủ đề lớn. Ví dụ như ở Unit 1 nó là học về Introduction. Vậy trong Introduction sẽ có gì? Có phần từ vựng là học về cách chào hỏi chẳng hạn, rồi phần ngữ pháp sẽ học về thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn là ôn lại đúng không? Rồi, mình sẽ có thêm các bài nghe liên quan đến chủ đề trường học, hay là các bài nghe liên quan đến phần ngữ pháp sử dụng thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, và các bài tập đọc, tập viết để cho mình có thể cải thiện kỹ năng của mình. Đó là cái phần giáo trình solution mới. Rồi, vậy thì như đã nói hôm lúc đấy, chị sẽ chờ cái đáp án của phần bài đọc của mình nha, và sau bài hôm nay chị sẽ gửi luôn. Còn bây giờ thì như hôm bữa là chị có thống nhất với cả Giang là mình sẽ tiếp tục ôn lại cái phần luyện nói ở trong giáo trình PET, bởi vì với chị cái bài nói ở trong giáo trình PET nó rất là hay, nó kiểm tra được rất nhiều cái kỹ năng của mình, và hy vọng là Giang không cảm thấy quá gò bó đối với cái giáo trình cái phần nói trong PET này. Dạ. À, rồi, ok, để chị share lại màn hình. Rồi, Giang nhìn cái phần câu hỏi này có nhớ không? Bài hôm bữa là mình đã làm rồi nè. Rồi. Yeah. Mình quay lại với cái bài nói PET hôm bữa là mình đã làm 4 câu này rồi nè. Rồi không biết là về nhà Giang có luyện tập 4 câu này không nhỉ? Rồi bạn nhỏ là có muốn học chung không? Nếu mà muốn học chung thì ngồi học chung với Giang luôn nè.
Rồi hôm nay mình học ở khu vực mà có người quen đến chơi. Hôm nay là ngày mình có người quen đến chơi hả ra? Dạ không, nhà em, ba mẹ em. À rồi, ok, tại vì lần trước chị thấy học là không có ai hết cho nên là chị cứ tưởng là ở nhà một mình, còn hôm nay là có người quen đến chơi. Rồi, cái bài 1 này là phần trả lời những cái câu hỏi đơn giản, thì lần trước là chị với Giang cũng đã ôn tập rồi đúng không? Dạ dạ có coi lại. Ok, có coi lại thì tốt rồi. Rất tiếc là hôm bữa chị không có quay quay video được, thì bài hôm nay là đã có quay video rồi, cho nên là mình sẽ có cái để mình kiểm tra lại ha. Rồi, phần 1 này mình đã ôn tập rồi thì chị xin phép mình đi lướt qua luôn để qua đến phần số 2. Rồi, Dạ. sang cái phần số 2 này là cái bài mà mình kiểu như là mình tập thảo luận với nhau đúng không? Thay vì là chị hỏi, Giang trả lời thì bây giờ mình sẽ có một cái môi trường mà mình có thể đá qua đá lại tạo thành một cái cuộc hội thoại không hồi kết giữa hai người. Đó. Dạ. Là trong cái phần này mình sẽ cần quan trọng đến những cái loại ngôn ngữ có thể sử dụng được. Đó là những ngôn ngữ đưa ra gợi ý, đúng không? Đưa ra gợi ý, making suggestion. Rồi, những cái ngôn ngữ mà hỏi ý kiến, ask for opinion hoặc là hỏi về các những cái vấn đề khác. Rồi, cái những cái kiểu câu mà mình dùng để mình đưa ra ý kiến của mình. Rồi, và những cái kiểu câu mà mình dùng để nói mình đồng ý hay không đồng ý với một vấn đề gì đấy. Rồi, ok, vậy thì cái bài nói này không biết là lúc trước Giang đang làm như thế nào nhỉ? Nói qua nói lại. Nói qua nói lại thôi đúng không? Rồi, Dạ. ở cái bài này thì trước khi mà bắt đầu làm, Chi với Giang sẽ chọn ra một cái vật phẩm trước. Rồi bây giờ thì mình không biết là mình đang nhìn thấy 6 6 7 cái áo này ở đây, thì không biết là Giang muốn chọn cái áo nào, cứ chọn trước hay Chi đi, còn mình đọc đề bài sau cũng được. Chọn cái thứ ba từ bên trái á. À, có cái hình là tháp đồng hồ Big Ben đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái này trước ha. Vậy thì bây giờ mình chọn xong rồi mình đọc đề để xem nó yêu cầu cái gì. Cứ đến bài này là mình chọn thôi. Rồi, the members of an English language club would like to have their own special t-shirt. Rồi, talk about the different things they can put on the t-shirt and decide which one would be the best. Rồi, ở dạng bài ở cái đề này nó đang yêu cầu là mình phải chọn ra một cái mà mẫu áo mà tất cả các thành viên trong câu lạc bộ tiếng Anh này đồng ý để in thành cái áo câu lạc bộ đúng không? Rồi, ok, vậy thì để làm được dạng bài này, đầu tiên là Chi với Giang sẽ phải chọn một cái vật phẩm mà hai hai mình có thể thảo luận được. Rồi sau đó là mình sẽ đi qua tất cả những cái vật phẩm mà mình không chọn. Ví dụ như khi mà Chi nói đến cái áo là what do you think about the I love English t-shirt over here. Đúng không? Chị sẽ hỏi ý kiến của Giang và Giang sẽ trả lời. Rồi. Giang có cần chị nói mẹ là kiểu như là nhắc em không được vào làm phiền mình không, để chị nói mẹ luôn cho. Vậy không, nói cũng để không sao. Không, tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến buổi học của mình chứ, cho nên là đây là quyền lợi của mình, cứ cứ nói chị nhanh, nếu mà được cứ nói chị. Rồi, ok, như hồi nãy chị nói là ở cái bài này mình sẽ phải hỏi qua hỏi lại, ví dụ như chị hỏi đầu tiên. Giang, chị hỏi đầu tiên về cái áo mà I love English ấy nha. What do you think about the I love English shirt over here? Mình sẽ trả lời là I think the this t-shirt is beautiful, but this t-shirt don't show off about the English language club, so I don't choose this t-shirt. ok. Rồi, cái việc của mình phải là đúng rồi ha, bạn Du đúng rồi, đang vừa làm một cái đúng, chị đang tính nhắc đó, là việc của mình nó phải là đá cái nội dung qua cho chị để chị chọn tiếp, đúng không? Rồi, cái cuộc hội thoại nó sẽ diễn ra như vậy đấy, tức là chị hỏi trước, rồi Giang sẽ từ chối một vật, sau ra hỏi chị vì ý kiến một vật khác, chị sẽ từ chối và chị lại hỏi sang một vật khác. Hỏi vòng 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 hồi đến cái khúc cuối cùng là mình sẽ chọn cái vật phẩm là hai đứa đều cùng phải đồng ý. Và mình sẽ phải vận dụng tất cả các cái ngôn ngữ mình vừa xem qua ở phần trước, nêu ra ý kiến đồng ý hay không đồng ý, hỏi ý kiến người khác, đưa ra gợi ý đúng không, có rất nhiều kiểu rồi, và trong đầu mình cũng phải linh hoạt để đưa ra một cái lý do làm sao mà để nó
Nghe nó khác biệt ở mỗi cái sự lựa chọn đấy, chứ tại vì cái áo nào mà cũng chọn là no, it's not beautiful thì nghe nó rất là nhàm chán. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nhé. Đầu tiên lúc nào cũng phải có một cái câu mà giới thiệu cái ngữ cảnh, cái bối cảnh mà mình sẽ nói chuyện. Đầu tiên, chị sẽ mở lời trước để mình hiểu ha. We need to choose a t-shirt for our club. We have 7 t-shirts here and we need to choose one of them. What do you think of the earth t-shirt on the right? What do you think of the earth t-shirt on the right? Should we choose it? Yeah, I can choose it, but isn't it to the of the rock, some rocks on it to solve to solve correctly the English language club and this and the t-shirt is so simple. Okay, it needs to have some words related to the English club, đúng không? Rồi, ở đây mình đang có cái cụm related to là liên quan đến, được chưa? Giang có thể nói lại câu này được không? It needs to have some words related to the English club. It needs to have some words related to the English club. Đúng rồi. Okay, mình cần để ý cái phát âm nhé. Related to English club. Related to the English club. Đúng rồi, rồi mình cần để phát âm một chút xíu. Có thể nói chậm lại để mình căn được cái phát âm của mình. Rồi, đầu tiên là Giang nên đưa ra một cái lời nhận xét về cái áo này trước đã. Mặc dù là chị đã hỏi đây là, mà chị đã hỏi Giang là should we choose this? Rồi thì Giang vẫn nên đưa một cái lời nhận xét của mình ra, tức là áo này có đẹp hay không, hay là áo này nó đang nhàm chán hay trông rất là mới mẻ, đúng không? Mình đừng có xài chỉ, mình đừng chỉ có xài là đẹp hay không đẹp, mà hãy sử dụng những tính từ khác. Ví dụ như bạn là oh, this shirt looks boring. It needs to have some words related to the English club. Đúng không? Yeah. Rồi, đầu tiên hãy nhận xét về cái áo trước, rồi sau đó hãy mô tả là nó cần thêm cái gì. Rồi mình mới nói là I will not choose this. Rồi. Ok, hoặc là mình có thể nói theo thứ tự ngược lại cũng được. I think I'm not going to choose this shirt because it looks boring. It needs to have some words related to the English club. Đó, mình có nhiều cách nói mà. Rồi, ok. Giang nên đá các cuộc hội thoại cho chị và hỏi chị một cái áo khác. Hỏi chị một cái áo khác để xem sao. Of the t-shirt. What do you think? Cái mình đang nói là cái áo tiếp theo là có nhiều đầu người đấy, đúng không ha? Dạ đúng rồi. Mình phải mô tả cho chị biết để cho chị biết là mình đang nói cái áo nào chứ, tại vì chị cũng không, tại vì nó không, nếu mà chị làm chị sẽ không làm theo một cái thứ tự nhất định, có thể chọn lung tung được mà. Rồi, mình có thể nói là we have a shirt with many faces here. What do you think? Mình có thể nói câu đó được không? We have a shirt. Đấy, một cái là funny looking, đúng không? Funny looking shirt. Now we have a funny looking shirt with many faces here. What do you think? We have a funny looking shirt with many faces here. What do you think? Đúng rồi, faces nha Giang nha. Faces. Funny looking ở đây nó là một tính từ ghép, được chưa? Nó tính từ ghép nói là kiểu như là nhìn vui mắt đó, nhìn vui mắt. Rồi bây giờ chị sẽ nói, đầu tiên là chị sẽ nhận xét về cái áo. Yeah, it looks funny, but I will not choose it because chị cũng chưa nghĩ ra cái lý do nữa. But I will not choose it. It looks fun. Yeah, it looks funny, but I will not choose it because our members don't want to put their faces on the shirt. Tức là những thành viên trong câu lạc bộ mình không muốn được đứng in mặt mình lên trên áo. Right. Ok, chị sẽ nói lại nha. Yeah, it looks funny, but I will not choose it because our members don't want to put their faces on the shirt. Rồi, đó là cái cách mà chị từ chối một cái áo.
Rồi, nhiệm vụ của chị tiếp theo là phải đá sang một cái áo khác để Giang có thể nói. I like the simple shirt on the left with only the logo on the chest. Để cho chị đang mô tả cái áo để cho Giang biết là áo đây áo nào. I like the simple t-shirt with only the logo on the chest. Do you think it will be perfect? I think it's quite good, but there are many spots in the man of the shirt. Wow. Okay. Rồi mình đang nói là có quá nhiều khoảng trống đúng không? Rồi yeah. Mình thay vì nói là có quá nhiều khoảng trống thì mình hãy sử dụng tính từ để nói là the shirt looks so empty đúng không? The shirt looks so empty in the front. Đó. À, thì mình có cái phần trước á, mình trước nó là the shirt looks so empty in the front. Đó, cái mặt trước của cái áo trông rất là trống rỗng. Rồi, mình thử nói lại xem nha. Chị sẽ nói lại cái câu của chị nhé. I like the simple shirt on the left with only the logo on the chest. Do you think it will be perfect? I think it's quite good, but the shirt looks so empty in the front. Đúng rồi. Rồi, nhiệm vụ của mình sẽ phải là đá sang một cái khác để chị có thể nói tiếp, đúng không? And about the shirt has English language club. What's your opinion? Đúng rồi, what's your opinion? Rồi, mình đừng nên nói là and about the shirt with the English language club on the shirt. Nghe nó hơi bị, thứ nhất là nghe nó đơn giản và nghe nó đang bị lủng củng á. Giang hãy thử làm giống như hồi nãy chị nói là tôi thích cái này này, hoặc là tôi đang nhìn vào cái áo này. I'm looking at the shirt with the name of the club on it, đúng không? Tôi đang nhìn vào cái áo có tên, có cái tên của câu lạc bộ trên đó. I'm looking the shirt with đúng rồi. The name of the club. Đúng rồi, with the name of the club. Rồi, nhiệm vụ và câu hỏi tiếp theo của mình sẽ là what's your opinion? Rồi. About it. Đúng rồi. What's your opinion about it? Rồi như vậy mình sẽ hay hơn này. I'm looking at the shirt with the name of the club. What's your opinion about it? Đây sẽ là một cách đá rất là hay. Rồi. Để chị trả lời câu này. I think the shirt is nice. It has our name on it, so everybody knows we are from the same club. But I don't like the design of the name. Đó, tôi sẽ không thích cái design của cái tên câu lạc bộ này. It looks so simple. Right? Yeah. Rồi, chị sẽ nói lại nha. Chị sẽ nói lại nha. I think the shirt is nice, but I don't like... Thiếu một đoạn. I think the shirt is nice. If we wear this, everybody will know that we're from the same club. But I will not choose this because I don't like the design of the name. It looks so simple. It looks too basic. Yeah. Rồi đó sẽ là cách chị từ chối một cái lựa chọn. Rồi bây giờ mình chỉ còn có hai cái, đó là cái áo I love English với cả cái áo cái plain thôi nha. I like the color of this shirt. The shirt with the sentence I love English. Do you think it is nice? It's be nice. It's the show. Đúng rồi, mình phải suy nghĩ làm về cái bài này là mình phải suy nghĩ lý do rất là nhanh luôn để có thể gọi như là phản biện đưa ra ý kiến của mình. The worst is nice, but the worst show the sentence. Spirit. Okay, the sentence is nice. Yeah, and it shows the spirit of the club. Right. But that sentence is the same
eat the sandwich. Or not every club about English over there. Đúng rồi, so, with. À, mình sơ gì, sơ gì? I don't choose this shirt. Okay. Mình gọi là so I don't choose this or so I won't choose it. Mình nói trong thì tương lai tôi sẽ không chọn cái này. Rồi. Okay. So I won't choose it. Rồi, xin mình thử xem lại nhé. The sentence is nice. It shows the spirit of the club, but that sentence is the same with every other English club in our school. So I won't choose it. Rồi. Đây sẽ là cái câu sửa của chị nhé. Đầu tiên là cái từ mà Giang nói, đó là từ sentence, chứ không phải là cái word. Word chỉ là một từ thôi, hoặc là từ I, hoặc là từ English. Còn sentence là cả một câu. Được chưa? Yeah. Rồi mình cùng nói lại cái câu này nhé. Để chị sẽ nói cái câu của chị trước. I like the color of the shirt with the I love English sentence. Do you think it is nice? The sentence is nice. It shows the spirit of the club. But that sentence is the same with every other English club in our school. So I won't choose it. Đúng rồi. Cái chữ eat này Giang này mình đọc nhẹ hơn, mình đọc nhẹ thôi. Chứ nếu mình đọc là eat sẽ là ra chữ ăn rồi. Còn mình ngắm miệng lại, nó nằm giữa chữ i và chữ e trong tiếng Việt. It. Đó, hơi nữa là chữ i với chữ e thì nó sẽ ra chữ đúng đó. It. I won't choose it. I won't choose it. Đúng rồi. Mình nói luôn I won't choose it. Đừng có cười nha, nếu mà cười thì nó sẽ ra cái chữ e trong chữ eat là ăn uống rồi. I won't choose it. I won't choose it. Đúng rồi, nhẹ nhàng như vậy chính xác, đúng rồi. Right. Rồi, vậy thì mình đã nhận xét xong và mình từ chối cái áo này rồi, mình sẽ offer tiếp cái áo nào nhỉ? About the shirt has the plane in the front. Rồi mình đừng có bắt đầu bằng chữ about the shirt has the plane on the front in the front. Mình nên kiểu như là tạo nên cái tình huống, mình nên tạo cái tình huống kiểu như là mình có thể bắt đầu bằng kiểu như oh that shirt with the plane in the front looks nice, đúng không? Nên tạo tình huống, giả tạo một chút xíu không sao cả. Rồi hoặc là ha. Mình có thể nói là oh they have a shirt with an airplane in the front, tức là cái cửa hàng này, this shop has the shirt with an airplane in the front. Đó, mình có thể nói như vậy. Rồi mình thử nói lại xem. And this shop has the shirt with the air in the front. Has a shirt with an airplane. Đúng không? Airplane in the front. Rồi mình sẽ hỏi ý kiến của chị như thế nào. Do you want to suggest that? Do you want to suggest it? Đúng không? Suggest that with the members, đúng không? Mình muốn có giới thiệu cái đó với các thành viên không? Right. Okay. Sắp hết chỗ luôn à. Rồi. This shop has a shirt with an airplane in the front. Do you want to suggest that with the members? Rồi, chị sẽ trả lời như sau. It looks really nice with the airplane in the front, but it looks like a kid's shirt with an airplane like that. Rồi, nói sao ta? Chị nói lại. The airplane in the front looks beautiful, but it makes the shirt look too childish, right? We are already high schoolers, so I don't think this will be suitable for everyone. Yeah. Right. Rồi, chị không nói thẳng là chị không chọn cái này, chị chỉ nói là I don't think it will be suitable for everyone. Sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Right. We only have this shirt with the Big Ben Tower left. What do you think about it? What do you think of it? I will choose this because the shirt has
So pictures and the name of the club. Và mình có thể nói là shirt has beautiful pictures, đúng không? Và đó là những tấm hình đẹp with the name of the club. Đúng rồi, the shirt has beautiful pictures with the name of the club on it. Right, so I will choose, mình có thể là I will choose it là lần trước rồi. Rồi nói lại nè. I will choose it because it has beautiful pictures with the name of the club on it. Đúng không? Right, rồi chị, khi đến lúc này rồi chỉ còn các lựa chọn cuối, chị với Giang cũng sẽ chọn, thì chị sẽ phải nói một câu đồng ý, đó là yes, I agree with you, the color is nice and the picture look beautiful. Right, we should choose it and suggest it with the members. Đó, đó sẽ là cách mình kết thúc bài hội thoại. Yeah. À, không biết là trước đây khi mà làm cái phần này thì cô trước có đi theo cái hướng như vậy không, hay là làm khác một chút xíu nhỉ? Cô trao đổi bình thường luôn, cô không có sửa hay là cô không có phải gọi là mình, nhưng mà em phải nghe cô muốn nói cái gì cô nói, em phải nghe thì em nói theo luôn á. Tập phản xạ cho em luôn chứ không đi từng cái và vẽ từng chữ như thế này. Chị cũng hy vọng là chị có thể giúp được Giang hiểu thêm và sửa được, đặc biệt là sửa cái phần nội dung cho mình á. Thực chất là chị thấy ngữ pháp của Giang thì đang bị mắc một số lỗi nhỏ, cái đấy thì theo thời gian thì mình quen mình sẽ làm được. Cái quan trọng là cái phần mình diễn đạt ý tưởng, tức là chị đang thấy là ý tưởng của Giang rất là nhiều, rất là hay trong tiếng Việt luôn á, nhưng mà đưa sang tiếng Anh thì nó sẽ bị khó. Đúng không? Một là bị khó, mà hai là mình không đủ vốn từ ngữ pháp để mình nói ra cái ý của mình, nên là chị sẽ đi từ từ. Rồi, ok, vậy thì đây là cái phần mà chị cảm thấy thích nhất trong cái phần test, bởi vì nó giúp mình luyện cái kỹ năng mà mình thứ nhất đó là mình suy nghĩ bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và nêu lên, mà có cái khả năng mà phản biện, đúng không? Nêu ra lý do phản biện linh hoạt trong sử dụng từ ngữ. Đây là cái phần mà chị thích nhất của test. Rồi, với cái phần mà mình trao đổi như vậy thì chị muốn làm lại một lần nữa. Ok. Mình thực chắc chắn mình hết thời gian rồi, cho nên là cũng không đủ thời gian để mình làm lại nữa, hơi bị tiếc. Nhưng mà vậy thì bài lần sau Giang hãy về nhà Giang xem lại cái phần này, giúp chị nhắc xem lại phần này. Ok, để chị chụp cái màn hình lại luôn. Rồi, chị đã chụp màn hình lại phần này rồi, và hy vọng là khi mà về nhà mình có thể xem lại cái bài này và xem lại những cái cách mà chị đã sửa. Cái phần này thì nó yêu cầu sự kết hợp, nó kiểu như là cái kết hợp giữa cả hai bên luôn, cho nên là một mình Giang cũng hơi khó để mà kiểu như là có thể làm được bài này tốt. Thì bài hôm thì lần sau chị sẽ làm lại phần này một lần nữa, và mình sẽ chọn một cái áo khác, không phải là một cái áo của hình Big Ben như bây giờ nữa, và mình cũng sẽ làm cái bước tương tự luôn. Mình nhận xét về một cái áo, đúng không? Nó như thế nào, và nói lên ý kiến của mình là mình có chọn nó hay không, sau đó đá qua để cho người thứ hai nói. Rồi, và cũng thể đi theo cái thứ tự như vậy, đến cái cuối cùng thì cả hai cùng chọn. Ok, bài hôm nay đến đây là kết thúc rồi, thì không biết là Giang có thắc mắc gì không nhỉ? Dạ không, cô gửi bài qua cho em Trang Hữu làm nha. Ok, để chị gửi ngay luôn. Mình thiếu cái bài đọc thôi, đúng không? Mình thiếu một cái bài đọc thôi. Rồi ok, mình sẽ có thời gian đọc để mình tìm hiểu bằng chọn đáp án luôn nhé. Rồi ok, buổi học đến đây là kết thúc. Hẹn Giang vào thứ 6. Hãy nộp bài cho Chi trước thứ 6 nhé. Dạ rồi, bye bye. Bye bye.